Xem ai là người khéo léo nhất, rồi mọi người sẽ tự ra tìm sự thông minh của mình mà. Chúng ta cần phải vượt khó, qua những hoàn cảnh khó. Tất cả mọi người đều thông minh mà. Ông ấy mặc ba quần luôn mà. Rồi hết ra. Làm lại. Cởi ra, cởi ra. Phải cởi ra từ đầu, cứ trùng tay phải cởi ra thôi. Làm lại từ đầu. Không hề đơn giản. Thôi, chạm tay rồi, cởi ra em. Xếp lại cái quần cho nó. Không hề đơn giản. Đúng rồi. Được. Cố lên nào. Bước mũi chân, đạp đúng rồi, đạp đi. Đúng rồi, đứng lên. Đúng rồi. Cứ kiểu dưới cùng ở trên đùi đầu gối là được. Sau khi mặc quần các cầu thủ vẫn cứ hở cái gì đấy. Nhưng mà thôi, vì các củ của các cậu không được to lắm nên là thôi hở cũng được. Chưa được. Rơi rồi. Đứng lên. Nhanh lên, đội thông minh nhanh lên nào. Nhanh lên, đừng giải thích nhiều. Nhanh nào. Chung kết này. Cố lên. Ai sẽ giành chiến thắng đây? Team nào đây? Đi cố lên. Trời ơi, mặc luôn mà. Mặc hẳn vào đi cho đẳng cấp lên.
Dũng em chẳng em để em thua thôi rồi, vẫn phải thi đấu cuối cùng. Lấy ra điểm hình ảnh. Quyết tâm lên. Quyết tâm lên nào. Quyết tâm nào. Quyết tâm đi. Quyết tâm nào, quyết tâm nào. Không bỏ cuộc nào. Nào, quyết tâm nào. Đặt xe rồi, đặt xe. Rồi. Đặt xe. Dung ơi, bạn đặt xe. Đặt xe này. Mày đi cơ. Đặt ra, đặt ra. Đặt ra. Đấy mới hiểu những người bị tàn phế người ta khổ sở như nào đúng không? Thôi, được rồi, đi về vị trí. Phần thắng dành cho team Soviet. Ôi các bạn phi xuống biển đi, rửa lại mình đi.